Xin chào các bạn. Hôm nay ngày rảnh rỗi mình lại làm món bánh tráng cuộn tôm thịt các bạn ạ. Đây là sản phẩm của mình sau khi mình đã làm xong, trông rất là hấp dẫn. Thì sau đây thì mình muốn trình bày cách làm cho các bạn nhé. Các bạn cần phải chuẩn bị đó là một chút nước mắm, một chút mì chính hay còn gọi là bột ngọt đấy ạ. Và ở đây tôm mình đã bóc vỏ và mình để lại một chút đuôi. Nhưng mà người làm cho mình họ đã cắt mất cái đuôi rồi. Một chút hành khô và một chút cà rốt các bạn nhé. Và đây là nấm hương và mộc nhĩ ạ. Mình đã ngâm nước trước đấy rồi, ngâm nước nóng. Và đây là thịt. Thì mình sử dụng 20 con tôm, một chút hạt tiêu các bạn nhé. Và mình sử dụng 200g thịt. Và cùng với những gia vị nữa là mình có thể làm được 20 cái chả giò rất ngon. Đấy, tôm mình đã, các bạn xem là mình đã bóc vỏ bên ngoài rồi nhé. Và mình để cái thịt của nó thôi. Nếu các bạn có làm thì các bạn đừng cắt cái đuôi tôm đi nhé. Đi ở đây thì mình ở chợ họ làm cho mình, họ đã cắt mất cái đuôi rồi. Thì khi mình cuộn nó vào thì nó không có độ đẹp thôi. Thế thực ra thì cũng rất là ngon. Thì bây giờ trước hết là mình đi trộn những gia vị vào thịt đã. Thì trước hết là cái mộc nhĩ nấm hương này thì các bạn thái nhỏ, băm băm nhỏ các bạn nhé. Thái ra sau đó mình băm thật nhỏ vào. Thì trước hết là các bạn thái thật mỏng như thế này đã. Sau đó là các bạn băm nó mới dễ. Đấy thì các bạn cứ làm như vậy, kể cả đến nấm hương các bạn cũng như vậy nhé. Thì sau khi mà mình đã thái xong và mình băm nhỏ rồi thì bây giờ các bạn đến cà rốt. Cà rốt thì ở đây mình có sẵn cái nạo như thế này này. Thì mình nạo sợi ra, sau đó là mình băm nhỏ cho nó nhanh. Đấy mình chỉ cần sử dụng một ít thôi, không cần nhiều, một nửa, một phần hai cái củ đấy thôi. Sau đó các bạn cũng băm nhỏ như vậy. Các bạn thái nhỏ như này. Đấy, thì khi mình nạo sợi như vậy thì mình thái là rất là đơn giản. Sau đó là mình cũng cho vào cái bát thịt ấy. Thì sau khi mà mình đã làm xong mộc nhĩ, nấm hương và cà rốt rồi thì vài củ hành tím này mình cũng đập dập và mình băm nhỏ như vậy. Thì các bạn biết đấy, ở đây thì mình làm cái món này thì mình không cho miến các bạn nhé. Chỉ cần những gia vị đơn giản, không cầu kỳ, các bạn có thể làm được lên những cái bánh rất là ngon, gọi là bánh bánh tráng cuộn tôm thịt ấy, rất là ngon. Bánh tráng thì mình chưa giới thiệu với các bạn nhỉ. Các bạn mua cái loại bánh tráng mà bình thường hoặc là họ ghi ở ngoài là bánh tráng ấy. Thực ra là có một số như mình ở đây thì lại còn gọi là bánh đa lem đấy. Nhưng mà ở đây là mình sử dụng bánh tráng nó dày hơn một chút các bạn nhé. Đấy, và các bạn trộn đều những gia vị này với nhau. Và vừa xong mình quên giới thiệu với các bạn là có thêm một quả trứng gà nữa các bạn nhé. Để mình trộn vào đây nó gần giống như là nhân nem ấy. Đấy thì các bạn bắt đầu cho gia vị này. Trước hết là mình cho một chút xíu mì chính này. Và tiếp đến là một chút gia vị này, hạt tiêu này. Đấy, hạt tiêu tùy cho các bạn nhé. Ở đây thì mình cho 1/2 cái thìa sữa chua thôi. Và 2 thìa vê ạ. Sau đó là các bạn tiếp đến là trứng gà. Đấy, để xong mình chưa giới thiệu với các bạn nhé. Bây giờ mình đặt một quả trứng gà vào này. Các bạn cho một chút tí bột canh ấy. Chút canh ở đây. Cái vỏ bánh nó vừa rồi nên các bạn chỉ cần cho thức ăn cho gia vị vào nó vừa. Các bạn cần một cái như một đôi canh ấy. Còn một chút tí nước mắm được thêm thôi. Thì không các bạn cứ ăn mắm thì thôi nhá. Và sau đó các bạn trộn đều những cái nguyên liệu và gia vị này với nhau. Sau khi mà các bạn đã trộn xong rồi thì mình có chuẩn bị một bát nước ở đây. Cái bát nước nã bình thường, nước trắng bình thường thôi. Nhưng mà các bạn cho thêm vài giọt giấm vào để khi mình rán cái chả giò rất là giòn ấy. Thì bây giờ mình dùng một cái, bởi vì cái bánh này ấy là bánh tráng mà, cho nên là nó dày.
nó dày thì mình nên bôi nước vào, bởi vì cái thời tiết của mình hôm nay nó rất là khô, cho nên là mình bôi một chút nước vào hai mặt để cho nó vừa là lấy cái độ giòn và mình lấy cái độ dẻo để mình cuộn cái món này. Thì mình các bạn cố gắng là bôi cả hai mặt nhé, thì là nó mềm, cái bánh ra mình cuộn rất là dễ. Tất nhiên là các bạn bôi xong thì các bạn phải cuộn luôn, chứ các bạn đừng để nâu nó sẽ mỏng ra và nó dính rất là nhanh. Và mới với một cái bánh này các bạn cuộn ít nhân thôi, vì sao mình đọc một con tôm mà mình cuốn ở cái độ ngắn vừa phải để khi các bạn ăn các bạn không phải cắt đấy. Các bạn làm như vậy, các bạn đặt con tôm lên và sau đó các bạn cuộn như thế này. Đấy thì rất là dẻo nhá, các bạn cuộn thì rất là ngon đấy. Ở đây cái tôm này của mình nếu mà họ để cái đuôi ấy, thì mình sẽ thấy đẹp hơn. Các bạn đây, các bạn cứ quận như vậy. Thế mình làm một cái này nữa thì các bạn nhìn cho rõ nhé. Đấy, các bạn đặt một chút thịt lên này, sau đó các bạn gập một bên mép vào này, các bạn gập một bên mép vào, các bạn vuốt cho nó phẳng. Sau đó các bạn đặt một con tôm lên, các bạn quay cái đuôi tôm ra ngoài nhé, sau đó các bạn gập quay lại và các bạn cuộn tròn nó vào là xong. Lấy cái tay các bạn cuộn theo thì lúc mà mình bôi là nó rất là mình bôi nó rất là dẻo rồi. Đấy, các bạn thấy xong rồi, xong chưa? Thế là mình đã hoàn thành một đĩa chả giò như thế này rồi. Bây giờ mình mang đi chiên thôi các bạn nhé. Thì ở đây thì mình chiên bằng mỡ lợn. Còn tùy các bạn chiên bằng dầu ăn cũng được. Nhưng mà cái món này thì các bạn nên chiên vừa phải lửa thôi, để cho nó chín từ trong ra ngoài các bạn nhé. Đấy, thì các bạn để cho mỡ nó chảy thành màu trong, vì đây là màu đục. Thì đương nhiên là chiên cái này thì nó hơi khô, thì các bạn nó khô thì các bạn nên cho nhiều dầu lên một chút, thì sau lúc về còn thì cũng không sao, chứ các bạn cho ít dầu quá là sẽ cháy luôn ạ. Đấy, thì các bạn khi mà cái dầu nó nóng ra lên rồi thì các bạn xếp xếp chả giò, Xếp gì? xếp vào chảo cho nó kín hết đi. Sau đó là các bạn cứ để lửa vừa phải nhé, đừng nên để to, rất là nhanh cháy. Và sau đó các bạn lật thông thường như những thức ăn khác thôi. Thì trước hết là mình lật hai mặt cho nó đều nhau đã này. Và tất nhiên là cái bánh tráng này thì mình rán nó dày mà, thì nó không vàng như là rán nem đâu các bạn ạ, vì nó rất là dày ấy. Thế thì các bạn thấy như chỉ như này thôi là ok rồi đấy này. Mình thấy cái đuôi tôm rất là thơm. Và có độ nóng như vậy thì là cái thịt ở bên trong rất là dễ chín đấy các bạn nhé. Các bạn đã thấy là sản phẩm đã được rồi và mình cho ra. Và các bạn nên nhớ là cái vỏ bánh tráng nó vừa rồi, cho nên là cái món này các bạn nếu các bạn pha nước chấm nhá, thì các bạn cũng pha nước chấm chua ngọt nhưng độ độ mặn rất nhẹ nhàng thôi các bạn nhé. Thì nước chấm này phải có độ ngọt nhiều hơn ạ, thì mình chấm nó không bị mặn nhá. Chứ mình chấm mà có độ mặn nhiều hơn là cái bánh này nó sẽ mặn đấy ạ. Thì các bạn nên pha thanh mát và độ ngọt nhiều hơn. Đấy, thì các bạn cứ rán lần lượt như vậy, đến khi cái lượng thức ăn hết thì thôi, khi nào mình chuẩn bị xong rồi hết thì thôi. Và các bạn nên là trước khi gắp ra các bạn gác như này này, nó sẽ róc hết cái mỡ xuống. Đấy, thế là sản phẩm bánh tráng cuốn tôm thịt của mình đến đây đã ok rồi đấy, xong xuôi rồi đấy. Thì chỗ đấy của mình được 20 cái các bạn ạ. Và các bạn ở các bạn nhà mình thì bạn thích ăn kèm với tương ớt hoặc lướt tương cà. Thế còn đấy là mình muốn chia sẻ với các bạn là nếu các bạn pha nước chấm
thì các bạn vào nước chấm rất nhạt thôi và có độ ngọt nhiều hơn thì ăn rất dễ ăn, vì cái món này thực ra nó cũng rất là vừa rồi ạ. Đấy, thế là xong hoàn thiện cái video bánh tráng cốm tôm thịt các bạn nhé. Xin chúc các bạn làm và ngon miệng. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video mới nhất. Các bạn hãy đăng ký kênh để chia sẻ với bạn bè giúp mình nhé.